Thiên đường ăn vặt với hơn 1000 món cho các bạn thỏa đam mê lựa chọn nha. Hello mọi người, tụi mình là ăn gì ở Mỹ Tho? Ồ là nhiều thiệt nha mọi người ơi. Ở đây được kế thêm gần trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo nữa. Mấy bạn học sinh tha hồ mà quẹo lựa. Mình chỉ điểm sơ sơ một vài món cho các bạn tham khảo thôi, chứ thật ra rất là nhiều mình không thể kể hết được. Chẳng hạn có những dòng bánh kẹo bắt trend tốp tốp nè. Ví dụ như các món ăn cùng bà Tuyết, kẹo lột vỏ, kẹo nổ. Là các món kẹo từ tuổi thơ, mọi người có nhớ mấy cái viên kẹo này không? Thêm nhiều món ăn vặt độc lạ Trung Quốc như là lẩu tự sôi nè, hay là bún ốc Lý Tử Thất. Cập nhật theo trend mới liên tục luôn. Bánh tráng Tây Ninh cũng nhiều loại. Thêm một vài thức ăn khô đóng hộp như là khô bò, khô gà, khô mực nuôi hay trái cây sấy. Không phải có ăn không đâu mà còn có uống nữa mấy bà. Cập nhật nhiều loại nước lạ lắm. Hồi xưa ta nói ha, tôi phải săn lùng cái chai Rio này dữ lắm. Giờ mà không tậu chai nào là cảm thấy có lỗi với bản thân lắm nha. Đặc biệt là không thể thiếu bánh Đài Loan nhập khẩu. Trời ơi, ta nói mỗi lần đi lại là sẽ có một cái loại bánh khác à mọi người, không có lần nào trùng lần nào hết. Mà tôi thấy một điểm cực kỳ đặc biệt ở đây không chỗ nào có, đó là tất tần tật các sản phẩm bánh tráng của nhà Abi. Mà mọi người phải biết rồi, tôi đã review bánh tráng sa tế đó ngon cực. Mà nay ngay cái đợt giảm giá 10% ăn mừng chi nhánh 2 khai trương là từ 24 đến hết ngày 26. Nhưng mà chương trình khuyến mãi này áp dụng cả hai chi nhánh luôn. Chi nhánh đầu tiên nằm ở số 110B đường Nguyễn Văn Giác, phường 3, thành phố Mỹ Tho. Chỉ cần chạy qua cầu Nguyễn Trãi hướng về chùa Vĩnh Tràng một xíu, nhìn bên tay phải là sẽ thấy. Nằm ở số 907 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đây, ngay góc này mọi người có thể nhìn ra ngã tư ngay chỗ trường Trần Hưng Đạo nè. Gì chứ ba cái vụ săn xe này là tôi lẹ lắm, mọi người tranh thủ săn nha.